Sáng nay, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 57 người mắc COVID-19, riêng Bắc Giang 45 ca, Hà Nội 4 ca. 57 ca ghi nhận trong nước. Tại Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 2 ca, Hà Nội 4 ca, Lạng Sơn 4 ca và Hà Nam 2 ca. Tính đến 6 giờ hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 3.975 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay 2.405 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 165.935 người.